dậy á, mình làm một cái món ăn sáng là bò viên, bánh mì chấm bò viên nha cả nhà. Đây. Rồi, cả nhà thấy ở đây là mình có ngò gai nè đó. Còn cái này là bò viên rồi ớt hành, còn đây là bánh mì nha cả nhà đó. Thì mình sẽ làm ha, bây giờ mình nấu một món để ăn sáng. Lâu lắm rồi mới được ăn. Rồi, để coi ăn ra sao này, lâu quá luôn. Rồi, cái nhà này, cái này mình đã lấy cái bò gâu này. Bây giờ mình cắt ra. Mình sẽ đi rửa lại một tí nha cả nhà. Cái bò viên cả nhà ơi, trang bếp bò gân, bò viên mình phải rửa lại, cắt trong bọc qua mình rửa lại đi. Okay. Giờ mình cắt nó ra làm đôi ha. Cả nhà biết cái món này á, từ cái hồi trang đi làm á, trang đi làm chung với cái anh chị bạn anh Tám, chị Trinh nấu cho Trang ăn mà Trang nhớ tới giờ. Chị Trinh còn trẻ mà chị Trinh không còn nữa rồi đó, mình bỏ vô từ ngược lại vô tô. Rồi đây mình bầm tỏi ra nha cả nhà. Sắc ớt tỏi ớt hành mình đã sắc xong. Giờ ngò mình sẽ sắc nhuyễn ra nha cả nhà. Ớt nè, tỏi nè, rồi thế là xong. Hey, nhà mình chuẩn bị mình nấu. Nhấn lửa lên. Chảo nóng lắm rồi mình chén dầu vô nha cả nhà.
with some oil. Gì đó? Gì vậy? Cái gì vậy? Hả con? Cái gì vậy? Hả? Giờ mình bỏ tỏi vô nha cả nhà. Rồi bây giờ tỏi vàng lại đây cả nhà. Mình sẽ bỏ cái này vô mình xào ha. Giờ mình cho đường nha cả nhà, 2 muỗng cà phê đường ha. Một muỗng cà phê bột nêm thôi cả nhà. Nước mắm, cho 3 muỗng cà phê nước mắm nha. Rồi, vậy mình nấu lên. Vậy mình nấu cho nó sôi, cho nó chín cái này à. Thì mình lấy bánh mì ra, mình nướng nha cả nhà. Đến 2 phút thôi là được. Mình múc cái này ra nè cả nhà. Đây cả nhà, bưng qua dọn. Ăn thử món mới đi. Món này của chị Trinh với anh là anh Tám cho em ăn. Bò viên cháo bánh mì. Chào cả nhà. Mời cả nhà. Đây bò viên cháo bánh mì. Món này là lạ, chưa anh chưa từng ăn, em ăn được 2 lần. Cho mình thịt tương luôn. Cái này á nó mềm hơn, cái này nó cứng hơn, tại em nướng nó hơn. Mình xịt cái này vô. Cả nhà, mình ăn món mới nha cả nhà. Bò viên chấm bánh mì, bánh mì chấm bò viên.
Ba nấu này gì quen thuộc bạn nè. Ê, chị cho ăn này đi, mì không có đâu ra. Đưa mẹ ăn này cho. Đúng nhau, cũng cứ ngát rồi. Nó mềm hơn đấy. Đúng rồi, nó mềm hơn. Có gì à? Còn anh muốn ăn chanh thì dắt vô. Anh thử cái không chanh đi. Muốn chanh thì dắt vô. Đây cái này, mì chấm đây nè. Hồi đó đi làm á, anh nói và ăn một cái tinh không đủ cay quá. Ngon rồi. Bạn bè phải có gò gai. Chị nói vậy. Chị Thành có thể ăn được. Em đang coi lụa ăn của nàng đang một cơ đó, cá lóc còn con tiêu nó ngon muốn chết luôn. Ông sao ông nấu gì giống mình nấu ở bên Việt Nam ngày xưa sợ luôn. Giống mẹ nấu. Công nhận luôn. Ở đó đi ra chợ đầu mối gì là ăn lụa ở Thủ Đức cho ta. Thủ Đức là ra chợ đầu mối ha, phải không? Ra đâu ra chợ đầu mối. Em thấy chị Thu Ba rồi đó, ở Thu Đức ra chợ đầu mối đó. Chợ đầu mối lần lần cũng khi đó ai đi cũng được. Ở dắp ở đâu cũng được mà. Đây là sữa nè, sữa bò nhân cả nhà. Dạ chưa. Bữa nào nó vô nó phá nó nhảy lên đây nó cái mũ cái đồ rớt cờ lên. Quá tí quá rồi. Ủa nghe nặng mà sao hết nước rồi ta? Chơi tiền mới chế luôn nước. Không đủ rồi. Lấy cái xoay này này đi. Em ăn lẹ lẹ đi làm cả nhà ơi. Bà diễn này ngon. Cũng được ha. Bên đó là má đi mua bò diêu về nấu cho ba ăn. Mà ba ăn răng ba ăn được ta. Được chứ. Chị phụ em miếng không? Nè, tự dụ mình. Phụ em miếng không? Thường thường sáng em uống cà phê. Chứ em ăn hơn như ớt này. Em bữa rồi không có cà phê.
Cái gì? Ờ đúng rồi. Ừ, này nó không cao thế anh ha. Đủ thời gian cũng cập hơn. Bánh mì thì chấm vô nó mềm. Ngon. Con Ngọc Ánh ơi, cậu ở Sài Gòn á, ăn bánh mì ngon ha. Bánh mì Việt Nam ngon. Ngon. Sáng đi ra mua ổ bánh mì chấm sữa. Rồi, được buổi sáng. Khỏe. Đưa ăn tô hủ tiếu, chiều quốc dĩa cơm xong. Bộ Ngọc Ánh làm YouTube đủ tiền ăn cơm ngày 3 bữa hết thôi ha. Dư mà. Lớn tuổi rồi ăn không nổi nè. Mới ra hầm 7 tuổi mà lớn gì. Hầm 7 tuổi. Bạn vừa cũng vậy, cũng ở Sài Gòn, sáng ăn ổ bánh mì không được rồi. Tại vì ở Sài Phố hay ở Sài Gòn. Sài Thành. Sài Thành. Nấu mà nấu ý nha, nấu con. Nấu canh mùng tơi, có lóc đồng. Mà không chạy chạy qua nhà tôi hái đi mua chi cho tốt tiền. Nhà quá chừng luôn à. Người nhà nhưng mà xin thì mắc cỡ nên không cần đi mua. Đi mua. Chẳng vậy đó. Giờ chạy qua nhà mình mua. Thế. Kỳ quá. Nhà chị ba mình á thì ăn bùn ngót. Thả ra luôn. Bùn ngót á. Thấy mấy cái gà nó không thành ăn. Dạ hả? Ở nhà chế nước cho nước mình ăn cũng chịu lại hôm nay cũng ăn. Vậy là dạ. Chê. Dạ, chê chê rồi. Chấm miếng sữa đi. Dạ, thật thật. Đó. Chỗ chứa rồi kìa, tự nhiên ăn no, tự nhiên sớt tim quá. Mà nó no tim rồi. Là cái nhà uống trà. À, trà vai. Là cái nhà uống sữa. Cả nhà thấy không? Ăn vậy miếng sao xuống cân nổi. Ăn cái này chưa hết quậy qua cái ly sữa nữa. Rồi, tới nhà thì làm cái này cũng hơi lạnh. Hãy đi làm chào cả nhà. Chào cả nhà, tạm biệt cả nhà. Không anh đã, không biết. Anh thử làm thức dậy rồi cho con ăn, đưa con đi học về ăn cái rồi Dũng đi làm. Con nhận thức sớm luôn á cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem. Mình làm cái món đơn giản nhất trong ngày, rất là đơn giản, dễ ăn, lẹ, nhanh lẹ ăn cho buổi sáng. Đơn giản là tại vì mua bò viên cả nhà. Nếu nhà mình xây bò viên là một cái như chắc không phải đơn giản đâu. Thì làm bò viên đi mua cho rồi ăn có nhiêu này. Anh làm mất công. Rồi, mến chúc cả nhà mình em đang bên gia đình và người thân. Cả nhà thương em đem một chia sẻ nha, cũng như thường lệ. Like, comment. Vậy thôi cả nhà. Mình là bạn đồng nghiệp, mình giúp đỡ lẫn nhau vậy thôi. Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Đơn giản, ngắn, gọn, lẹ, nhanh. Please give me a like, share, subscribe, everyone. Thank you. Bye bye. Bye bye. Đi làm.